có vận tốc cực đại. Ở đây chúng ta sẽ có được là V mass, về độ lớn của vận tốc cực đại thì V mass sẽ bằng A nhân omega bình. Gia tốc cực đại thì chúng ta sẽ có độ lớn của A mass, xin lỗi, V mass là bằng A nhân omega, còn A mass là bằng A nhân omega bình. Chúng ta có được thông tin này để yêu cầu tìm biên và chu kỳ. Thì ở đây chúng ta có thể tìm ra được T. T là bằng 2π chia omega. Thông tin ở đây ta tìm ra được omega. Omega bằng cách ta lập tỷ lệ cho nhau. Thì ta thấy omega là bằng A mass chia cho V mass. Đúng không? Đó. Rồi chúng ta bỏ cái số liệu vô. Rồi kế tiếp A thì sẽ bằng là dựa vô cái phương trình này thôi. A sẽ bằng là ta bình phương ở trên đây sẽ bằng V mass bình phương chia cho A mass. Các em dựa vào cái số liệu này các em tính. Rồi chúng ta cùng như nào kiểm tra cái số liệu như sau. A mass là bằng A là bằng V mass bình chia cho, bây giờ để cho V là đây, vận tốc cực đại là bằng 1,256 bình chia cho 80. Kết quả nó gần bằng là 0,02 0,02 mét, tức là 2 cm. Vậy thì chúng ta có hai thông tin để chúng ta chọn, đó là thông tin A, C. Kế tiếp chúng ta sẽ có được một cái omega là bằng A mass chia V mass. Thì chúng ta sẽ có A 80 chia cho 256. Đây. Omega T thì bằng 2π chia omega. Vậy ở đây ta lấy 2π chia cho T, tức là cái A ta vừa nhấn đó, thì ta thấy nó làm tròn lên là khoảng là 0,1. Vậy thì khi làm tròn lên là 0,1 thì đáp án này ta sẽ chọn là đáp án A. Rồi các em nhìn thấy